Hi, xin chào các bạn. Dạo gần đây Tết sắp đến rồi, các bạn chuẩn bị gì chưa? Đừng quên mua cái ba lô thật bự để đựng tiền lì xì nhé. Còn hôm nay quay trở lại với nội dung giải trí của chúng ta, tôi sẽ là một sinh vật có 8 chân 2 càng vô cùng đáng yêu, đó chính là loài cua. Tôi sẽ từ một con cua nhỏ bé dễ thương cu te, rồi tiến hóa thành vua cua với chiếc vương nguyện và rồi cây huyền trượng phép thuật rất đặc biệt trên tay. Sau đó sẽ làm bá chủ biển cả. Ban đầu thì tôi cũng giống như bao nhiêu con cua bình thường khác. Mẹ của tôi sinh ra một bầy trứng và trong số trứng đó xuất hiện cái bản mặt của tôi. Nhưng mà các bạn có biết gì không? Loài cua của chúng tôi đẻ con ra rất là vô trách nhiệm. Đối với loài khác, khi con sinh ra được nâng niu, được cho ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa. Còn riêng đối với loài chúng tôi, khi mẹ cua sinh ra, bà ấy còn không biết bà ấy có đẻ con hay không nữa. Cái bụng thè lè, đẻ trứng ra, bụng xẹp rồi lại đi chơi dưới chài và không quan tâm con của mình sống hay chết. Do vậy mà tôi với lại tất cả các anh em cua khác đều rất là tự lập lúc còn nhỏ. Mới chút xí à, đã biết bò đi để kiếm thức ăn. Phần nguồn thức ăn ở cái cấp độ hiện tại của tôi đó chính là lũ nhím biển. Cái lũ nhím biển này có một lớp gai vô cùng sắc nhọn tấn công lại kẻ thù của nó. Nhưng không sao, bởi vì tôi là một con cua nên lớp vỏ cũng rất là rắn chắc, cộng với đôi càng rất là khỏe. Tôi cũng bóp nát lũ nhím biển này và ăn thịt bọn chúng. Thứ thịt của bọn chúng là một nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào, nuôi cơ thể của tôi dần dần lớn lên. Và rồi trải qua rất là nhiều giờ đồng hồ, tôi ăn thật là nhiều nhím biển. Cuối cùng cơ thể của tôi đã thật sự tiến hóa. Đạt được cấp độ 2, người của tôi có vẻ như lớn thêm một chút. Màu sắc cũng thay đổi, thay từ màu xanh nước biển sang màu xanh lá cây. Phía trước mắt của các bạn đó chính là mẹ của tôi, một con cua cái khổng lồ. Bây giờ vẫn tần tởn đi kiếm trai chứ không thèm nuôi con. Thiệt là một mẹ cua đáng trách mà. Quay trở lại với cái nguồn thức ăn của tôi không còn ăn những con nhím biển đầy gai nữa, mà tôi sẽ chuyển sang ăn những động vật giáp xác, ví dụ như là loài tôm. Ôi trời đất quỷ thần ơi, cái con tâm hùm này, cái mỏ của nó còn bự hơn cả cái lo phường nữa. Nhưng mà cho nó chết, nó đã trở thành con mồi đầu tiên của tôi thì nó không thể nào thoát được. Tôi cũng nhanh chóng sử dụng cái cặp càng cực khỏe của mình và xé cơ thể nó thành nhiều mảnh. Sau đó ăn thịt của nó và lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Thì đã bắt gặp thêm những cái con tôm hùm khác, miệng còn to hơn nữa. Bố làng nước ơi, bố làng nước tôm ơi, có một con cua yêu râu xanh. Nó hãm hiếp con gái nhà lành rồi nó giết nó làm thịt luôn kìa. Bố làng tôm ơi, ra bắt nó đi. What the hell? Thiệt là khổ quá các bạn ơi. Vào bắt cái lũ tôm này ăn thịt thì bị cái lũ tôm này đổ cho cái tội. Hết dê sờm, biến thái, bây giờ tới yêu râu xanh. Không biết tôi sẽ thêm tội gì khi tấn công vào lũ chúng nó nữa. Sau khi xé thịt được vài con tôm hùm thì cái thanh kinh nghiệm của tôi nó cũng đã bắt đầu tăng. Thật là hay quá đi. Được rồi, xin mời các bạn hãy theo chân tôi cùng tiến thẳng vào bên trong để xem thử có loài tôm gì khác ăn thịt cho nó đã hay không. Lúc này tôi đã nhìn thấy một bầy loài tôm khác vô cùng dữ tợn hơn, đó chính là loài tôm tích. Cái lũ tôm tích này nó có cặp chân cực khỏe. Hỡi mà nó búng vào thứ gì thì chắc chắn thứ đó sẽ bị tan nát. Phải hết sức cẩn thận. Hả? Ôi không! Ôi trời đất ơi! Nó búng vào trái ớt của tôi, làm tôi chết ngay tại chỗ luôn. Hù. Nhưng mà không sao, đây chỉ là trò chơi, chúng ta có thể hồi sinh lại. Tôi nhất quyết phải báo thù lần trước cái lũ tôm tích đó dám giết tôi. Mặc dù là một loài tôm cực kỳ khỏe, nhưng mà lũ tôm tích này có một nhược điểm rất là lớn, đó chính là bọn chúng không dám đi lẻ, chỉ đi bầy đàn mà thôi. Và đặc biệt khả năng quan sát của bọn chúng rất kém. Bọn chúng chỉ có thể nhìn về phía trước, về đằng sau thì bọn chúng không thể nào thấy được. Do đó tôi sẽ luồn ra đằng sau và rồi ôm lấy bọn chúng, kẹp hai cái chân của bọn chúng để bọn chúng không còn vũ khí chống trả nữa. Tha tao ra, tha tao ra. Tao là tôm tích đực mà mày cũng không tha cho tao hay sao? Con cô biến thái, mày định làm gì tao? Mày muốn lấy mất đời trai của tao à? Không, không. Hết nói tôi là cu yêu râu xanh, cu biến thái, bây giờ còn đổ thừa cho tôi
là cua lẹo cái, dê sờm cả, những con tôm đực nữa. Không biết trong mắt của bọn chúng, tôi là một cái thứ gớm ghiếc quái vật gì nữa. Nhưng mà thôi mặc kệ, bỏ qua hết những cái tin đồn đó, tôi lại tiếp tục tấn công vào bầy loài tôm tích, cố gắng xẻ thịt thật nhiều con để hút dinh dưỡng của bọn chúng. Cứ như thế, trải qua rất là nhiều ngày, tôi cũng đã xẻ thịt và ăn một lượng tôm tích rất là lớn. Lũ tôm này, bọn chúng cũng không có cách nào có thể chống lại tôi. Chỉ biết cái mồm thật là to, la thật là lớn. Nào là kêu tôi là biến thái, nào kêu tôi là quỷ râu xanh, nào kêu tôi là đồ thứ phá xích. Nhưng cuối cùng tôi cũng xé thịt và nuốt trọn hết bọn chúng. Thanh dinh dưỡng của tôi cũng đã bắt đầu đầy. Đến lúc rồi tôi sẽ tiến hóa lên thành một dạng cua khác cao cấp hơn. Wow, thật tuyệt vời. Màu sắc của tôi trở thành một màu tím, trông thật là sực sỡ và lạ mắt. Đã vậy, trên đầu của tôi xuất hiện một cái vương miện. Không lẽ tôi đã chính thức trở thành vua cua hay sao? Chưa, vua cua là phải có quyền trượng nữa. Còn cái hình dạng này chỉ là hoàng tử cua mà thôi. Nhưng thật là tuyệt vời quá đi. Nhìn thật là oách và vô cùng đẹp trai thanh lịch khắp vũ trụ. Kiểu này tôi phải hết sức cẩn thận. Các bạn biết tại sao không? Không phải sợ những cái con cá mập hay là những con quái vật biển tấn công tôi, mà sợ những em cua cái. Bởi vì những em cua cái đó khi thấy hoàng tử cua, thế nào cũng bu cả đống cả đàn lại, và rồi đè tôi xuống, bắt tôi ngủ với mấy em cua cái đó, để cho mấy em cua cái đó trở thành thái tử phi. Ôi trời ơi, mấy con cua cái thực dụng lắm, chỉ biết lợi dụng đàn ông giàu có mà thôi. Được rồi, cái vấn đề đó khó quá, bỏ qua một bên đi. Quay trở lại với cái nguồn dinh dưỡng thức ăn của tôi tại hiện tại. Bây giờ đột nhiên tôi nhìn thấy một bầy mạch tuộc rất là lớn, rất là khổng lồ. Tôi cũng liền tấn công thử bọn chúng. Lũ bạch tuộc này, bọn chúng nhìn thấy tôi, bọn chúng hiền khô à. Thế là tôi cũng bay tới và nhai bọn chúng ngấu nghiến. Nhưng mà khoan, với cơ thể hiện tại là hoàng tử cua, tôi có một kỹ năng khá là đặc biệt. Tôi tỏa ra một luồng ánh sáng, một luồng hơi nóng rất đặc biệt, mà khi bất cứ con mồi của tôi tiếp xúc vào đều bị tan xác. Do vậy mà tôi không cần phải cắn nhiều, tôi không cần phải kẹp nhiều, bọn chúng cũng tan thành những mảnh thịt nhỏ để tôi hút vào bụng một cách thật dễ dàng. Sau một hồi tấn công lũ bạch tuộc thì tôi cũng đã cắn nhiều con và nuốt vào trong bụng. Được rồi, có vẻ như lũ bạch tuộc này cũng không đủ kinh nghiệm cho tôi lên cấp độ tiếp theo. Tôi cần phải đi tìm một nguồn thức ăn khác dồi dào dinh dưỡng hơn. Và thế là tôi lại tiếp tục tiến sâu vào trong đại dương sâu thẳm, mong nơi đó sẽ có những sinh vật to lớn hơn để tôi có thể thử sức mạnh của hoàng tử cua. Sau một khoảng thời gian di chuyển không bao lâu, cuối cùng tôi cũng đã đến được khu vực sâu thẳm của đại dương. Tôi phát hiện được một bầy loài cá trông thật là kỳ quái. Bọn chúng là loài cá đầu rồng, trông thật là dữ tợn quá đi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhảy vào trong bọn chúng. Một mình tôi sẽ chấp hết, tiêu diệt hết cái lũ cá đầu rồng này. Cho các bạn xem thử tôi mạnh tới đâu. Chạy đi bà con ơi, không quái vật. Dám kêu mỏ của tôi thối à? Rõ ràng một ngày tôi đánh răng mấy chục lần mà bọn chúng kêu tôi mỏ thối, cho chúng mày chết hết luôn. Thế là tôi cũng đã tiêu diệt hoàn toàn cái bầy loài cá đầu rồng này, hút được tất cả thịt của bọn chúng. Một nguồn dinh dưỡng rất lớn cũng đã giúp tôi đầy năng lượng và bắt đầu tiến hóa. Tôi đã chính thức trở thành vua cua. Wow, với cái vương nguyện và rồi cây quyền trượng trên tay, tôi rất là to, rất là bự. Bây giờ tôi cần phải đi tìm những đối thủ thật xứng đáng với mình, những con quái vật dưới đáy biển, để khẳng định vị trí vua của mình. Thì lúc này tôi đã đặt chân tới đáy của đại dương. Tôi nhìn thấy một cây quyền trượng khác đã bị rơi tại nơi đây. Chắc chắn đã có một con vua cua tới đây và bị xé xác, chứng tỏ nơi này sẽ có những con quái vật thật kinh tởm. Được rồi, tôi sẽ đi tìm bọn chúng để thách đấu với bọn chúng, xem thử loài cua của chúng tôi có dễ bị ăn hiếp hay không. Tôi cũng bắt đầu la lớn: lũ quái vật dưới đáy thẳm đại dương này, chúng mày mau xuất hiện đi. Tao ở đây, tao là vua cua đây, tao sẽ thống trị đại dương này. Nghe muốn xì hơi quá. Một con cua ngáo đá à.
Anh em, tiến lên xé xác nó đi. Từ trong làn nước tối thui xuất hiện những cái xúc tu vô cùng khổng lồ, rất là nhiều con bạch tuộc siêu bự siêu to xuất hiện và bắt đầu tấn công vào người tôi. Nhưng thật may mắn, tôi liền nhớ tới cây quyền trượng rất đặc biệt trên tay của mình và bắt đầu kích hoạt cây quyền trượng. Quyền trượng bắt đầu sáng lên, chiếu một luồng laser cực mạnh vào người của lũ bạch tuộc đó. Laser đi tới đâu thì lũ bạch tuộc đó tàn sát tới đó. Vâng, vậy là tôi đã chính thức trở thành vua của vùng biển sâu thẳm này. Vâng, đến đây là toàn bộ câu chuyện giải trí của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.